trải nghiệm được cái iPhone 6 or iPhone 7. It's really cool. Một trong hai bạn. Đẹp. Rất là cầm rất là thoải mái mà. I don't know what it's going to say. Em có định mua nó không? Yeah. Em muốn được sở hữu. Em định mua phiên bản 6 hay là 6 cộng? 6 thì nó là cái đầu tiên cỡ iPhone ra đời cái bự nhất mà nó là trải nghiệm mới nhất của hàng cái này quanh iPhone 6 thì em cầm rất thấy rất là thoải mái, tay em cầm rất là vừa tay và sử dụng một tay vẫn được, có chức năng ấn hai cái xuống thì mình sử dụng tay vẫn rất là đẹp. Màn hình thì ô tròn cầm rất là đầm tay không, và không có góc cạnh như cái iPhone 5S. Màn hình to vừa rất đẹp, cảm nhận rất là đẹp và rất là sướng. Camera cũng không có nỗi lỗi lắm. Viền trắng thì chắc có lẽ là nhấn nhẹ vào thì sẽ đẹp. Và iPhone 6 Plus mới thì thiết kế theo cái dạng là không uốn lắm. Không giống như là iPhone 5 trước, nên là khi các bạn cầm trên tay các bạn cảm giác rất là thoải mái, rất là đặc. Tuy cái máy nó to hơn nhưng mà nó không bị cắn. Cầm rất là êm. Cái chỗ này nó được bò, kể cả cái kính nó được bò. Nên là các bạn cầm mà có thể thấy được ngay đó là cái lúc mà tap vào trong cái Touch ID để sử dụng dạng một tay. Đó là cái màn hình nó lớn, chúng ta không thể dùng hai tay được, khi dùng một tay bao quá hết màn được. Nhưng mà Apple là một cái dân rất là hay là cái lần này cái tính năng mà mình thích nhất đó chính là nằm ở camera của nó. Thì tuy là cái thông số nó không có khác đời trước nhưng mà nó có một số tính năng hay, ví dụ như là lấy nét theo pha thì chụp lấy nét trước giờ chỉ có máy cơ mới có thôi, hay là tính năng mà mình quay phim với tốc độ là tới 240 khung hình một giây thì cái hình ảnh nó ra chuyển động rất là mượt, đặc biệt là bây giờ bạn bè mình đổ xô lên Facebook hay là YouTube này nọ thì mình có thể quay lên những cái thước phim nó không có đụng hàng, hoặc là mình chụp những cái món ăn để mình đi hàng ngày ở Instagram. Thì cái iPhone 6 của mình nó, nếu mà em được sở hữu thì em nghĩ là nó sẽ tốt, nó sẽ